Tiếp theo của chúng ta, mình sẽ dẫn các bạn lập trình cơ sở dữ liệu với GBA cơ bản. Trong bài này chúng ta sẽ tạo ra một cái project sử dụng GBA và kết nối với database. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần của GBA. Thì GBA thì sẽ có một số các thành phần sau. Đầu tiên là file. Ở đây sẽ có một cái file persistency. Ở đây là file khai báo các cái cấu hình kết nối với SQL Server. Ở đây thì chúng ta sẽ có các câu lệnh connect, username, mật khẩu để connect với SQL Server của chúng ta. Tiếp theo có một cái là persistency. Ở đây thì chúng ta sẽ nạp cái persistency XML vào trong cái đối tượng Entity Manager Factory. Đây chúng ta sẽ có cái Entity Manager Factory này. Thì cái đối tượng này để tạo ra các Entity Manager để bắt đầu là lập trình các truy vấn thao tác dữ liệu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái Entity Manager. Ở đây các thao tác là thêm, sửa, xóa và select các thực thể. Và chúng ta sẽ có các Entity Transaction. Cái này Entity Transaction này được tạo ra từ Entity Manager điều khiển các cái transaction để mà chúng ta phát cái thêm, sửa, xóa. Nếu mà có lỗi xảy ra thì chúng ta có thể là rollback lại dữ liệu. Tiếp theo thì chúng ta có Query và Side Query. Cái này được tạo ra từ Entity Manager để truy vấn và sử dụng các lệnh là CPQL. Ở đây được viết tắt bằng Java Persistency Query Language. Để mà chúng ta sử dụng CDBA thì chúng ta sẽ có hai phần phần. Đầu tiên là chúng ta sử dụng là Hibernate và SQL Server Driver. SQL Server. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu là đào cái thư viện này xuống. GBA chỉ là bản đặc tả và khá nhiều nhà cung cấp thư viện nên là chúng ta sẽ thực hiện đúng cái bản đặc tả này. Hai bên này đó là một trong số những cái mà chúng ta cần là sử dụng, và cái sử dụng là GDBC driver. Đầu tiên thì các bạn sẽ download cái thư viện xuống. Ở đây thì các bạn sẽ có hai cái thư viện, một là Hibernate Core và hàng thứ hai là SQL Server Driver. Ở đây thì chúng ta sẽ search là Hibernate các bạn sẽ vào trang chủ của Hibernate. Chúng ta sẽ sử dụng là hibernate.org. Đây chúng ta sẽ vào cái phần là chúng ta sẽ download xuống là cái bản bản mới nhất ở đây các bạn, còn 5.4.27. đây các bạn bấm download. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái là SQL Driver. Đây thì chúng ta đọc xuống. Cái này khoảng 68 MB. Ở đây mình đâu rồi nên là mình bán cancel các bạn nhé. Cái này chúng ta sẽ có driver SQL Server. Thì các bạn vào cái trang của doc.microsoft.com. Đây chúng ta sẽ download là driver. Đây chúng ta sẽ download cái bản có file zip này các bạn nhé. File zip này, bạn bấm download. Thế đây là chúng ta đã thực hiện xong các phần download thư viện từ trên internet xuống. Thì trong phần ORM này, ORM được viết tắt bằng Object
relational mapping đây là ánh xạ các đối tượng quan hệ vào công việc, tạo ra các thực thể entity class, mô tả các cấu trúc dữ liệu trong bảng cơ sở dữ liệu quan hệ. Ở đây khi mà các bạn sẽ có entity class thì nó sẽ map từ table qua, có nghĩa là tên của table sẽ là entity class. Các cái column bên table thì nó sẽ tạo thành cái field hay là gọi cái property ấy. Các cái relationship thì nó sẽ có là association hoặc là các translate vân vân. Entity class này phải tuân theo cái quy ước server bin, ở đây sẽ có là từ khóa là public contractor mặc định và có getter setter. Thì cái này nó giống như cái server bin hôm bữa chúng ta đã học các bạn. Đây là cái ví dụ cái chúng ta xây dựng quan hệ thực thể. Ở đây chúng ta sẽ có một cái table user. Thì từ table user này thì CBA nó sẽ tự động ra sinh ra cho chúng ta là một cái class là user. Ở đây có các cái column ID, password, full name, email, admin. Thì đây là ID, password, full name, email, admin vân vân và các cái dữ liệu kèm theo và các cái getter và setter của nó. Ở đây chúng có một số cái setter và getter. Ở đây thì các bạn thấy entity là cái tên của table của chúng ta ở đây. Entity tên là user này. Table của chúng ta mapping đấy là bảng user có chữ S. Ở đây thì các bạn entity và cái này sẽ mapping với nhau. Các column, các ID. Các annotation này phải được đặt tên ngay các class, field và các method được ánh xạ, phải có getter và setter cho cả các trường. Thì cái này từ thằng GBA nó tự động nó sinh ra và các bạn cũng không cần phải quan tâm cái những vấn đề này. Các bạn chú ý thôi. Ở đây thì nó sẽ sinh ra một số loại dữ liệu, ví dụ integer thì nó sẽ sinh ra là integer này, long thì nó sẽ ra là epic in này. Các bạn chọn là short thì nó sẽ in là small in, double thì float. Vâng vâng, character thì nó char, kiểu string thì nó là kiểu varchar thì nó sinh ra là kiểu string, by là semi in, bọc lên thì nó là kiểu big, kiểu by này là kiểu variable. Ví dụ như thế. Đây là các kiểu tương ứng. Chú ý kiểu dữ liệu nguyên thủy không cho phép null, kiểu lớp 3 là cho phép null. Kiểu dữ liệu nguyên thủy thì nó sẽ sinh ra cái giá trị mặc định như vậy nhé. Kiểu dữ liệu nguyên thủy thì luôn ra không khởi tạo với cái giá trị zero và lớp bay, lớp 3 thì luôn luôn khởi tạo giá trị là null. Cái này bạn học trong lập trình hướng đối tượng rồi. Vì vậy là cột cho phép null thì phải khai báo là lớp 3. Tiếp theo là chúng ta sẽ cấu hình cái cơ sở dữ liệu như thế này. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái database là PulleyOA. Ở đây là các cái driver connect và đây username password, đây là username password mà các bạn login vào SQL server ấy. Và chúng ta lập trình CBA thì đầu tiên này chúng ta sẽ nạp cái persistency vào, thứ hai là chúng ta sẽ tạo ra một cái entity manager, thứ ba là chúng ta sẽ tạo ra các thao tác lập trình. Ở đây thì chúng ta bắt đầu là begin và commit. Nếu mà chương trình chúng ta chạy không ra lỗi thì chúng ta sẽ commit, nếu lỗi thì chúng ta sẽ rollback những cái thao tác dữ liệu trước đó và chúng ta sẽ thực hiện một số cái điều vắng. Cuối cùng là chúng ta sẽ đóng cái entity manager lại. Ở đây thì chúng ta sẽ truy vấn dữ liệu, ở đây sử dụng cả câu lệnh là select all from user all, ví dụ như thế. Đây là câu lệnh SQL. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo project với GBA và cấu hình cho nó chạy như thế nào. Đầu tiên thì các bạn bật Eclipse lên và chúng ta sẽ new cho nó là một cái web dynamic. Ở đây chúng ta sẽ tạo giống như một cái Java Select chúng ta làm trước đó. Chúng ta đặt tên là session 05. Ở đây thì mình sẽ đặt new ra cho nó một cái file select nhé. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên là user select. Cái này thì mình tạo ra để cho mình test thử là cái select của mình nó chạy được hay không thôi các bạn nhé. Đôi lúc thì mình viết, mình tạo ra những cái
cái Serverless mình bị lỗi, nó không chạy được. Đây, cái này là Serverless của chúng ta, nó chạy ok rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu là cấu hình thư viện cho nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái database. Tặng đi cho mình một cái database, đặt tên là Poly OE. Trong cái Poly OE này thì các bạn sẽ ghi cho mình một table. Và cái table của chúng ta nó sẽ có một số các trường. Ở đây thì các bạn thấy có ID. ID là cái string, ID bắt buộc, full name, email và admin. ID là kiểu string, full name, password. Email. Mình là cái bit, bit là cái một lần nữa bạn. Ở đây chúng ta sẽ cho ID làm khóa chính. Ở đây thì chúng ta chỉ cần nó khoảng là 30 thôi. Full name mình sẽ cho 50, bắt buộc cho 30. Email. Và chúng ta sẽ lưu lại. Đây chúng ta đặt tên cái bộ này user. Sau đó bạn bấm OK. Ở đây là chúng ta đã tạo ra được một cái table user ở trong cái chương trình của chúng ta. Tiếp theo thì cái project của chúng ta nó sẽ kết nối với cái SQL Server. Thì muốn kết nối được SQL Server thì chúng ta sẽ new cái này, nó sẽ tạo cái file của chúng ta nó sẽ qua một cái Maven project group ID thì chúng ta sẽ ghi là poly.idio name. Ở đây chúng ta sẽ có một file poll. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng GB cho nó, thì các bạn sẽ vào configure và chúng ta sẽ chuyển cái dự án của chúng ta qua là convert to GB project. Ở đây các bạn bấm next. Ở đây thì các bạn phải add cho nó một cái thư viện GBA. Ở đây thì thư viện GBA của chúng ta thì các bạn sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ new. Ở đây chúng ta sẽ ghi là hai bên này của chúng ta đào xuống bảng số bao nhiêu mình nhớ. Ở đây thì mình đã xả nén ra đây hai bên này là 5.4237 và cái CDBC của chúng ta. Đây mình sẽ copy cái này các bạn vào trong cái thư mục của chúng ta. Các bạn sẽ bỏ vào thư mục nhưng mà nhớ thì nó sẽ không có, các bạn đừng để cho nó, đừng dẫn nó có tiếng Việt có dấu các bạn nhé. Ở đây các bạn chú ý cái đường dẫn này đừng để là chứa dấu khoảng trắng và tiếng Việt có dấu. Ở đây cho mình copy ra. Ở đây chúng 5.4.27 thì chúng ta sẽ tạo ra hai bên này 5.4.27, ví dụ cái này để cho mình thấy thôi. Ok, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào là Ethernal, bạn sẽ vào cái thư mục của chúng ta. Clip này, hai bên này. Require, bạn có control A. Đây bạn nhé, nó nằm ở trong thư mục require các bạn nhé. New space clip. Nó nằm trong thư mục require. Bấm Ctrl A và chúng ta bấm Open. Sau đó bạn bấm Apply. Bạn tích vào cái này. Tiếp theo là mình sẽ add cho nó một con nest.
Nếu mà chưa có con nét thì bạn sẽ add con nét vào. Nếu mà có con nét rồi thì nó sẽ hiển thị ở đây các bạn nhé. Ở đây chưa có con nét nào hết thì mình sẽ chúng ta sẽ chọn lại view server, bởi vì chúng ta đang sử dụng lại view server các bạn nhé. Ok, chúng ta sorry. Ở đây các bạn có thể đặt cho nó cái tên. Ở đây mình đặt tên là poly UI. Sau đó bạn bấm next. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái driver. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là driver. Bấm vào add driver. Các bạn chọn là SQL hay là 5. Sau đó là bạn chọn qua cái Zalig và Property. Zalig thì các bạn sẽ remove cái file này đi và add lại cái bộ thư viện của chúng ta. Cái thư viện của chúng ta nằm trong cái clip này. Các bạn chào vào là SQL CDPC. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn bộ CCA14. Sau đó bạn vào Property. Ở đây thì mình sẽ có username và password. Thì username password này thì của SQL server của bạn mình bạn nhé. Username password là cái username mà các bạn sẽ login ở đây này. Ở đây của mình là login là bằng A và password là 123456 và bạn connect. Các bạn test thử cái username password của bạn là cái nó thành công không các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ qua này. Username ID là XA nè, bắt buộc là 123456 nè, sau đó bấm OK nè. Ở đây thì bạn sẽ viết là cái database name này. Database name của chúng ta là Poly OE. Sau đó thì các bạn sẽ test connection. Các bạn thấy nó báo là pin thành công. Sau đó bạn bấm Next và chúng ta sẽ finish. Ở đây thì bạn đã thực hiện thành công là tạo ra một cái GPA. Khi bạn tạo ra GPA thì nó sẽ có một cái persistency XML nằm ở đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái persistency. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái tab là connection. Trong tab connection này thì các bạn sẽ chọn cái local research local. Sau đó thì bạn sẽ chọn là populate from connection. Mà các bạn sẽ chọn là new SQL server poly. Sau đó thì bạn sẽ lưu lại. Phần này là bằng source, có nghĩa là bạn sẽ xem được cái mã nguồn. Ở đây tiếp theo thì chúng ta sẽ new cho nó là một cái file. Bạn bấm vô resource nè, src, bấm chuột phải chọn other. Sau đó bạn sẽ chọn vào cái GPA của chúng ta. Sau đó bạn sẽ chọn GPA entity from table. Ở đây thì các bạn sẽ tích vào cái user của chúng ta. Ở đây thì các bạn thấy mình schema là DBO. Nếu không hiển thị là DBO là mình kết nối bị lỗi rồi nhé. Sau đó các bạn bấm next. Bấm next và ở đây thì các bạn sẽ chọn cho nó một cái bucket. Bucket mặc định của chúng ta là model thì các bạn bài bạn có thể sửa lại là poly.edu.model. Sau đó bạn bấm next. Ở đây thì các bạn thấy cái database của chúng ta tên là user. User của ta có s. Ở đây nó sẽ tạo ra cho chúng ta một class name là user và không có s. Các bạn có thể đổi lại cái class name ở đây. Sau đó bạn sẽ bấm finish. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái user của chúng ta xem. Thì ở đây các bạn thấy user của chúng ta nó sẽ có một cái entity table là từ user. Ở đây nó sẽ có là ID này, admin này, name, email, full name vân vân.
bắt xuống. Và ở đây các bạn thấy nó sẽ tạo ra cho chúng ta các object. Đây này bị sai các bạn nhé, thường thường nó này tạo ra string, nhưng cái của chúng ta tạo ra object là bị sai. Thì các bạn chuyển cái object này về string, thì các bạn sẽ đổi cái này thành string. Thì ở đây chúng ta sẽ bấm Ctrl F, sau đó thì chúng ta reply all về reply all về string. Ở đây thì chúng ta đã chuyển hết về toàn bộ về string rồi. Tiếp theo thì chúng ta có thể new ra cho nó một cái file class này chúng ta sẽ đặt tên là GBA util. Đây chúng ta sẽ đặt cái tên nó là util. Mình sẽ đặt tên là bucket là YouTube này, tên là GB YouTube, sau đó bấm finish. Ở trong này thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó các cái entity manager. Thì để add cái entity manager này thì các bạn phải add cái thư viện vào trong Fibon. Thì các bạn sẽ bật cái này lên và chúng ta sẽ download thư viện. Thư viện đầu tiên của chúng ta là Maven. Maven hay bên này ở đây thì chúng ta sẽ có một cái là Maven hay bên này con, các bạn sẽ vào cái Maven repository chúng ta ấy về. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn khoảng 4.5.4.27 mà chúng ta sẽ copy cái đoạn Maven này về. Các bạn sẽ bỏ vào trong từ một Fibon. Đây chúng ta sẽ cho nó một cái descent dependency này, các bạn dán vào, sau đó bạn bấm Ctrl Shift F để format là code. Các bạn sẽ tìm vào là SQL Maven repository Microsoft SQL. Ở đây thì các bạn sẽ vào Microsoft Driver SQL Server và chúng ta sẽ chọn, đây có rất là nhiều phiên bản. Và ở đây chúng ta đang chọn cái phiên bản là đây RE8. Sau đó các bạn sẽ copy về. Và chúng ta sẽ dán vào. Sau đó chúng ta sẽ format code Ctrl Shift F mà các bạn sẽ lưu lại. Trong cái Java until này thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái lớp public static entity manager. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái entity manager factory, entity manager factory bằng persistency.
Career Manager Factory. Mà sau đó chúng ta sẽ return lại về cái Entity Factory, Entity Manager Factory chấm Career. Ở đây thì chúng ta sẽ truyền vào cho nó một cái thông số ở đây các bạn. Thì cái thông số này thì các bạn sẽ qua cái persistency của chúng ta này. Và cái persistency name của chúng ta nằm đây các bạn này. Đây. Các bạn có thể vào trong source các bạn xem. Đây. Cái persistency của chúng ta là đang là session 05 này. Các bạn mà viết sai cái persistency này thì nó không chạy được các bạn nhé. Nó có số lỗi. Đây các bạn sẽ copy các bạn bỏ qua. Đây cái persistency này, này nó sẽ trỏ vào trong cái persistency này, này. Persistency XML này đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra các cái thành phần khác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái class. Đây mình sẽ tạo ra là user DAO, ví dụ như thế. Trong DAO này thì chúng ta sẽ viết các cái phương thức, ví dụ như thêm nhập số sữa, ví dụ như publish này, integer, insert. Chúng ta sẽ truyền vào thông số là user này. Mà chúng ta sẽ return là ở trong này thì chúng ta sẽ khai báo cho nó một cái Entity Manager này. Entity Manager, Entity Manager M bằng GPA YouTube chấm get Entity Manager. Ở đây thì chúng ta sẽ bỏ vô ở trong luôn các bạn. Cái này mỗi lần chúng ta tạo sẽ chúng ta sẽ lấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái entity transaction. Transaction bằng entity manager.get transaction. Và đây chúng ta sẽ sử dụng một cái tracker friendly. Ở đây chúng ta sẽ có một cái trend chấm begin, trend chấm commit. Ở giữa này thì chúng ta sẽ viết code vào đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ, nếu mà có lỗi xảy ra thì chúng ta sẽ làm gì các bạn? Transition chấm robust và chúng ta có thể ghi log này. Chọn cho ai chấm toString. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có là entity manager chấm cloud. Ở đây thì nếu mà xảy ra lỗi thì chúng ta sẽ return. Trong này thì chúng ta sẽ viết một đoạn code rất là đơn giản. À, thêm vào thì chúng ta có entity manager chấm persist một cái user. Ok, đây là hàm insert của chúng ta, rất là đơn giản các bạn. Về bản chất thì GPA nó hỗ trợ cho chúng ta hết, và chúng ta chỉ cần viết một cái dòng như thế này là nó sẽ insert vào trong database của chúng ta. Sau đây thì mình sẽ test chương trình. Cái chương trình này thì bạn sẽ lưu cho mình một cái servlet. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên là poly poly
ta sẽ đặt tên nó một class là user serverless. Và ở đây chúng ta sẽ test thử cái serverless của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ chạy cái serverless nó lên thử nó có chạy không. Rồi, serverless của chúng ta nó chạy bình thường các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ viết code vào trong này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập vào. Nhập vào thì các bạn sẽ vào trong cái hàng user này này. User của chúng ta. Ở đây chúng ta muốn làm nhanh thì chúng ta sẽ tạo thêm một hàm user nữa. Hàm character. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một hàm character là có tham số. Ok. Và ở đây mình sẽ tạo ra cho nó thành một cái toString. Sort generate to string và chúng ta sẽ in nó ra. Sau mà vẽ qua bên cái user select này, chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái user. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng hàm character có tham số. Và ở đây mình có thể sửa lại cái hàm character cho nó theo cái cái database của chúng ta thì có gì username này đặt cái khúc này trước các bạn nhé. Cái này thứ cái này ID mình vòng có lượng nhất nhanh quá. ID tính password. Cái này là mình muốn sửa lại thôi, chứ bạn không sửa cũng được các bạn nhé. Bắt buộc này, có tới full name. Đến email rồi các mình. Ở đây là chúng ta sẽ làm theo cái thứ tự ở trong database cho các bạn dễ hình dung thôi. Sau đó quay qua bên này chúng ta sẽ viết nó theo thứ tự. Còn không thì các bạn sẽ viết nó không theo thứ tự. Ở đây thì các bạn thấy cái này là ID này, cái password này. Các bạn xem nó sẽ có gửi này, ID này, password này, full name, email và admin. ID thì chúng ta sẽ cho nó một cái ID. Ví dụ như là chúng ta sẽ cho nó là tèo nv này. Bắt buộc của chúng ta là ABC123. Nó một con full name là Nguyễn Văn Tèo. Email thì chúng ta sẽ cho nó là tèo nv cộng fpt.edu. Admin là bằng false. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái user DAO. DAO.insert user. Và sau đó chúng ta sẽ test chương trình. Tiếp đó thì chúng ta phải vào SQL Server và chúng ta sẽ mở database lên. Ở đây chúng ta sẽ có là Polio. Chúng ta sẽ chọn vào cái table này. Bấm dụng phải. Chọn là Edit 200. Ở đây thì các bạn thấy cái này là do mình nhập trước rồi các bạn nhé. Và ở đây thì các bạn thấy mình sẽ có là TNV này. AVC AVC 123. Các bạn sẽ coi lại thì chúng ta biết có đúng không. TNV AVC 123. Ở đây thì chúng ta đã làm xong cái việc là kết nối với SQL Server và chúng ta sẽ insert vào bên trong là
các câu lệnh.